lùm cô cầm nịp buồn sang lại nền bình gấp khắp hạ yên, đã gặp lăng hạt rạm đô rút lại đề hội này mới xăm đô rút Việt Nam. Âm nịp buồn sang họng bình gấp. Một công trình lúc lại tốt bừng bèm mở bùn cà nạp rời cà chắc. Một lăng, nền lệ hạt rạm nịch tù tư lâm kè lời ngạ, hạt rạm rạm nụ cà nạp cà trôn mở bùn cà nạp rời cà chắc. Gửi thun đòi bầu đọc xa, đòi bầu đọc lùi mà. Lâm đúng chà rạ bùn prong cổ lộm là. Lâm vừa nghĩ cao, màu đúng bì bầu bầu gọi sai bùn cà nạp, màu ru, một công trình kè bì mồm cà rạm đi kè tọa bừng. Này nhớ, kè ru bèo cơm đi bùn sang gửi cà tùn lại bùn cà nạp. Văn làng đơn lẽ xa cả trích kinh chưa chàng cân nông lần mừng chà ra sân là tết này luôn nụy dưới bẹn nùng lại đần tay hãy tiết ra trúc kèm được bắn luôn nằm cái rỉ tu mình buồn sáng dưới bẹn nhưng nó coi say buồn cả nạp lưu mồi bé bó cái rỉ tu cái trích phân giao bé đoà tu lọ bó hít lại bạc màu rũ ngã kra lại đần bạc bì lìa cờ bạc mừng nghe nó bạc này cái trích ru luôn nụy tuy ngờ bạc làm coi say buồn cả nạp dễ cả nạp mình đích lại thao cờ bạc ngả lọ mà bạc cái dâu bạc càng hạ đăng mình rau mình làm gì làm đứng thôn này cao, làm kinh mò lúc lại bị mồm cầm đi lại tỏa bưng tủ tin họ cả nắp. Kết lớn này tìm sẽ xì xã tân mỹ kết trích văn lãng chà lãng sơn mò lúc nịch ngại chắc bìm cầm đi lại tỏa bưng cái gọi say bụi cả nắp. Xã tô mạ ru gọi say cả nắp lại nhân ru lú gọi say lại cả nắp bằng cái chắp. Nhưng ngào cơ bộ làm tia hay tạc cái bài xin nên na hồng vành khuyên dừng lém nâng pla mòi nó vào việc đi cầm được bồn sang làm đứng thôn kiểm này. Đêm rồi này, một nước bên sang Pla Hồng Vành Khuyên làm cả trước văn láng lắc canh mình cờ bra rồi bè bó hồng. Thuận này, một nước Pla Hồng làm cả trước hợp ác có gia hồng dọa dàn bò hồng Nga mòi nỏ đi. Phía màu hay bò tù tùm sẽ nên, mà ra dật lìa dứt cờ kệ ru mừng cả nâng bra sang cho ea xa lệ nên khỏa lũ hoàng văn hậu. Một nước một công trình tù tùm kệ bì mô Pla Hồng Vành Khuyên mòi nỏ vào Việt đi. Quả Hồng Vành Khuyên này có cái vành ở trên cái Hồng Vành Khuyển này màu cờ trê tì ở cổ bò mình sẽ cờ bùm ngà này dứt lại xem đi mừng dê hồng này. Gọi xe cổ làm dê hồng này mừng suy lấy. Mông nuôi hề bây xin nên cây đủ bằng gọi xe cổ bự hết. Bò hồng này xếp rê trăm e bằng nhũ ranh dị đắp. Sẽ kia làm mô ai có sẽ nên nhùm tê ca hồng dây hồng cắn. Hồng kèm bì mộ này, bố hôm nay buôn sang bà hồng kẹt lăn làm bà rùi bà mô lùm nùi bà em dọa nó. Dòng cấp lại hồng hôm nay buôn sang và chỉ cần tụm nộp cặp rùi bà làm sang chờ phân tí buôn Prong Lạng Sơn, Hà Nội. Yong bet hong to pan goi sem kan kom chi ngi pul pe kum bra lo ma mom ne bon sang la dan kanang bra sang che ya sa dap kanang jao nga khoai pul pe kum bra m kram jing la dan chim nea hong wen khwen na mo te nay yong ha kai hai ka trom blam nik ma bra ke tum lu lam pul pe kum bra hru blai hong ne bon sang lam kring lam sa thun pe pul pe kum bra hru blai be sai tu ton hong wen khwen ko ya nan ne bon sang mo anuk chi la dan ni no chi jak hết cơ bộ làm gì. Khi tôi vận động bà con cái bà các hợp tác xã xét mồm trập trà làm nội buồn sáng bớt làm để pull bị cùng bộ đặt là này đi chưa biết là cái hợp tác xã như thế nào cho nên hiểu được về cái hợp tác xã cái hòa tấm gọi xây cà thâu thì pull bị cùng bộ suy bệnh ngạ cái hòa nên cà xăng thì pull bị cùng bộ rau lại nên hạt đắp gượng tê mới gọi là cái kinh tế tập thể Bipul bikum bra đắp nền lệ, răng mà bra dập rồi mà bra. Bipul bikum bra mrao nền lệ, ngã bra bikum bệt, bí lìa prak blame nè. Mà bông ngà bà chị y nọ đi hên nộm cằn. Gói xe cao ôm xe mơ tùm lưu làm bipul bikum bra. Màu hạt đập rắc lúc cà nạn rù, mày mô chào hạt đập nịch plam chinh lên kriệt lăng đường plà. Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc xem mơ hạt đập rọ việt cap break cây pull bị cùng rọ cầm đi hình nâng tỏ chặt mỏi cao cầu tùy toa lại nên dạ pio bóc rọ mút làm tum siêu thị thì Hà Nội cao hơn bó hồng vành khuyên cất rắp nâng tài lâu mở dạp ô cô bạn tụ mừng trà Lạng Sơn cái sản phẩm hồng vành khuyên đầu tiên là cái sản phẩm được tiêu chuẩn ô cốp 4 sao của tỉnh Lạng Sơn.
Hiện nay thì cái tổng diện tích trên toàn xã là ở đây này nó là làm clom xạ màu thì mà tôi cái có chụp nó bằng ít ta ra hồng ấy bé năm ít tôi gây sạch làm chiên thì cái tổng diện tích hiện nay đang cho thu hoạch là khoảng 510 ha. Ý nó chỉ chẳng đất này là màu rồi bậy kèm ý mà tôi lúc ấy ta ra và cái ý nó cười xây là lùi thì làm xạ màu phạm rồi hiện mại ta lẫn ăn mồi nó bởi vết kèm lòi tôi là bác sở thôn ý nó chỉ chẳng màu chụp lúc bằng lòi các bác sở gọi xây đây là mình nhìn thấy là nhìn chung là cái bốc lại bị một là hồng bệnh quyền và viết bộ tủ tươn cơm được bọn sang trong người dân rồi thì cỡ mồi nó bảo vệ hệ cái chấp xin được bỏ mạ cỡ tím gọi say người buồn sạc làm sạc gấp thuần có da màu tím lại bị bộ này lưu gọi say người buồn sang lại cả nạp lại nên họ cả nạp sắc lại bị mồm căn đần lệ tì sạc trang phái tốt tình ngọ thùng mừng cơ trước văn quan trà lạng sơn mồi nó làm chính pa e bò tụt bàn plo tụt bàn ít ta ra khi nó nuôi bé, lâu em bao chồng nuôi hồi bé cái chú tôi khi mà lúc gọi say tiếp từ span lụ, lúc cái tấm gọi say ngả lọ mà năm lúc cái chú trẻ tôi hôm ca hồi nó nuôi, tại này màu sẽ chôm niềm nuôi nùng, mọi lần đàm thị hoài lên một lệ ru cười đầm chế mừng cái đường rõ sáng chị ẻ xa mai em công chinh sắc lại bị mồ bọ các bình sản nộp màu lùm đuổi thầu lại bị mồ bọ này ở một dốc con nồng mồi nộp vào vệt hệt cái chấp cứ gọi xảy mai hoài lọ rùm xì rừng bọ mạ cờ lùm đuổi làm kinh lắc nên tua ông bộ mạ xả hồi bà ươm làm cả bông màu tòa thôn nên bà bla na hội này ông mô quân kết làng lưu cả nông gia rực chẳng cầm ngài tài lệ nên na tự bồng ngà prong nên rệt bẻ dơ mừng lắc na hội bà chị cỡ là chạy ngào cô bài chạy kết làng chạy rồi bèm nâng cơm được bà xài chạy chăm sóc vừa thu mua cho bà con ngay do lấy mỏ làm kinh lăn văn quan cơ nốt lạ na hồi ung bộ amai bilia prak kra brong bin thu nga hồi mặc địa ruồi rồng nâng suy ruồi ngay chai rèm bị chai bim gốc hồng lúa hạt trăm lịch rau brong bim thu nga hồi coi say amai trúc sa ton nga hồi kro sa ruồi do sức lấy cho chân và chỉ cần tụt nốt lên nhẹ là trả lời ngao rạ này nó bảo vết thăm sát thôn mừng gọi say amai hoài vì bé chú huy tôi lạc prak sát thôn xin bà mẹ dành cực kèm lúc chôm núi làm kinh hông nó bảo vệ mừng năm trong tục bàn hịch là prác sẽ chôm núi xâm lan tôi hoặc là bị mô tụ bằng rau mừng gọi sẽ mai hoài rù lê cơ âm tay làm làng màu bà mẹ hết kẻ chấp xích màu mồm khuân mai hoài nào có trong làng tùm kẻ bộ thầu cơ bà mẹ cảm chiên ngay cho âm lịch rau công chiên bà mẹ bị nó bảo vệ cơ mẹ bột sang làm lũ xã và vụ mùa thì phải thuê 5-6 người để chèo hồi. Rồi dàn hồi bẹp ngà hồi có mưa ni ma nằm chùm núi, lẽ nên mưa pa em mà chùm núi bìm thùm ngà. Tôi ta hồi bày lưu, xin nên ảnh tìm mặt môi tế rèm tiếng hồi, xin nên mưa tầng núi bụ hồi và kỳ tế. Rồi dàn hồi có mưa núi mà bọa lòi tôi bỏ bạc xa hồi. Có bút bị ru mà bọa mở ấm ác, rê chim nè mộ bầm ngà xin nên bị buồn sang màu bọa mạng. Đi hộ làm cũng có công ăn việc làm. Lùm nuôi bì mình có nông mộ ở Sà Rà Cúi, kinh lăn trùng khánh cao bằng mồ xa. Biệt ta, tương thuận này, đang nà cuối bồng người mực dòng Nguyễn Trung Hiếu, nuôi dưới biện tài tị lụ Quảng Trung Tòa, xã Quảng Lạc, Buôn Prong Lạng Sơn, lọ chừng nục nào chừng cơ lùm nuôi khắp cỡ Sà Rà Cúi. Yông mò lùm nuôi làm lụ yông ni cơ dọc lập bì mô và viết bỏ tủ tượng đi. Thì cái thời điểm là năm 2003 về cái đầu tư phát triển kinh tế cho chính gia đình mình. Lắc thôn tuổi bột lâu nên nhớ lắc thôn cộng chính lại thuộc bằng cơ gọi xe cầu. Sau khi mà trồng mà đánh giá thì là một số cây có phù hợp. Gọi xe cầu tùy toa lại nên bà luôn tạ nà bó lầm mà này. Mừng lắc thâu nà bó nó chỉ đi lắc cự nên mị cầu màu cơ nâng bó ạm cầm chinh chế nâng bà. Ngọ tư yêu nào chừng lặng tung clip bị mù plạ nà cuối thì đúp nô cũng sẽ gì trung khánh cao bằng thời điểm đấy mà giá trị của cái hạt rẻ ở cao bằng nó đã rất là lớn lắc cửa nên clay tụ mừng ở sân cuối cao bằng prong snack cô bị mang plạ nà cuối mừng trung khánh cao bằng lại nên đúng tam đường plạ tị nân và viết plạ tị quảng lạc con chim đường plạ rau làm kinh hoàn toàn mới thì chúng tôi cũng đã thử bắt đầu nên lại
nâng plam rom rang đi lệ đơn mày lùng pla tà lê lòi bé lòi tù phân ý đây sẽ thôn cơ xìm lăng lê đi là rầm mừng nà xin nâng bút dọ cốp hông kinh lăn dàn ở đi lập xạ. Cơ xìm bút tìm điểm là rầm chế nâng pla tù chắc thun đời bò nằm dòng hiếu cơ chắc quạt rùm hẹt lâu ấy ta rạ nà bó tiết luôn sang mì pla nà gùi. Thời điểm đấy thì cũng là phải đánh điều là toàn bộ những cái cây trồng cũ lắc cự nần ngạ hủy mơ có do ọt rùm hẹ nà bỏ đập lắc plạ nà quỵ này câu đục ninh mơ căn thô lầy màu bỏ tủ tươn ở một tả ai thun đời bọc lụp bạ màu hủy bẹ xa rà quỵ xin nân căn đừng bật sang chữ em đình lăng cực lệp bì mộ nà quỵ này ở một dốc con nông làm chà ra tùm cơn triệt lệ nân tùm cơn rình chạy rẻ cơ xìm đo lắp nên cái nó chỉ mượn sạc cuối chỉ nghe nó vào vết phun hết cái dập lắp cơ lực là này thì đang là quyết này vào vết sai taramon nằm lôi hịch lạc bạc giả thôn cái nó bạc nên đi hên cơm nâng làm căn hắn đã bạc nâng cân cái trăm tròn rũ mức đạo bồn sảm đau phun mừng thôn đôi bầu bạc 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 là quyết này bìm gốc bà tùm tạ nà căn cái nhằm trong charam được bồn sam công trình kinh pla jelu viêm đích gia asara cuối chừng nâng pla bẹ trị lẽ nên mọi nộp và vết hay cái chấp cơm được bồn sang na cuối như lưỡi pla bẹ kẹt lăng hát tiếp suy thân quạ phun xét na khoa bẹ rong cắt đam rò chặt lọ đi bom sẽ phun đập vóc kẹt lăng na cuối hỉ nơi sát thân đoạ lự tụm hợp bỏ rồi khát than lẽ nên lệ bằng phun biết nên rum sirabrahma loài dàn cờ tâm nuôi làm kinh rạ này lâm vật ươm mừng gọi sẽ dòng hiếu màu lôi bọ nà quỳnh chế và chị cười ngào lúc phương lạc ai làm xa tuy rem clay bị mô bạ nà quỳnh mực dòng hiếu cram chinh lần cơ người chữ biết bạ nà quỳnh phun lâu và vết lép bọ tủ tương ý ngạc cỡ nên dòng lọt ru tâm gọi sẽ mực buồn sang làm kinh cười đầm chế nịch kriệt lăng biết bọc phai nục bạ nà này biết nên rùi bèm nâng đoạn nục chị cầm được buồn sang. Lách cỡ nà cuối xin nâng dòng hiếu nuôi nào lâu bạ nà cuối tí xạ quảng lạc này xin nâng dòng cỡ lưu kè thâu làm bọa rõm chế nâng kết lăng mong nuôi rè bây hết xin nâng mày tùy rèm dòng cỡ lưu xin nắc xếp có nào mô cỡ dòng dòng cỡ một trong bằng nịch nạ này xếp bẹ nâng ngạ lệ nâng rõ hẹt đềm chế nâng bạ bì chặt ở một màu trầm chứ hong clay từ ngã chân làm gọi say bom ngã bẹ dòng hiệu biết hong được buồn sam công chi buồn bị cùng bro lo mà an sơn hong clay chẳng bị cùng tim bao gọi say được buồn sang plạ nà cuối lên đến một clay kèm bro làm chiên làm sạc bên sạ nục màu lọc nó nằm chùm núi tôi loay buồn bị cùng bro lên đến plai bé lohi ma ai ta ram nà cuối bìm cúp hong ở ruộng em bộ nằm đài lại nên ở ruộng cà tung hạt đập bỏ làm sao có do mọi dòng nguyện trung hiệu cho nên được buôn sang làm xa rạ này lấy làm con hoa mềm lịch ngã biết ruộng ngà bạ chuyên tình vật buồn và vết bỏ tụ tự đi một cả hong làm chìm xe lâu đơn vị họ triển khai những cái chương trình mới màu tướng cân đừng bỏ trong trà rạ đập bỏ làm rau khăm trong trà rạ cây bùn bị cùng bỏ làm tôm lang cờ tung chung đôi làm bị bùn bạ nà cuối có một lầm tư mi bùl lầm bì gùm bọa. Mượn nên, nước bồn sang mà ra mô kể tụ, ở một mô ninh cỡ nộp trị hạm lê rơ. Kể hình cơ chân phụ, lọ tì dòa hạm lê rơ kể hình mừng ngươi bùl bì gùm bọa. Lâm kèm đi kì gia ra bìm nhạc là nít, nên yêu hình ảnh, mô xa lên nên bồn bật sang, đinh lăng cỡ xa ra quý, và trị tì tâm nộp ngăn. Có dòng một lệnh định rút trả ra mừng hạt trả bởi lúc nào cả chạm trốn biết hông lệnh kẻ kẻng chèm chiên trong bên trong Nga rù lát cơ tâm nuôi Nga lo mà mò hết bỏ tù tương xe rội này ảm ở dục con ông kram đích lệ hạt tiệt người ta nụ đi nọp và vết cơ ở xem lại bộ rùm gốc xì rơi pa mở rộng bùn cân áp lệnh rùm gốc rộng kra bùn xàm rau làm kinh.